Rồi vậy hả? Đúng đúng của Vũ là Vũ em, rồi mình. Cái ý của anh đó là em đang ngồi coi TV, xong rồi sét đánh cái đùn trái cái ghế, tóc em dựng đứng lên. Nhưng mà dạ, thì là... không làm sét được cho nên thôi em ngồi em cạp dây. Là em bị tự bị điện giật đúng không? Ok, ngồi vô đi.